vững cốt vinh da, bổ sung và vận chuyển canxi vào tận xương với bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7. Thủy Nguyên xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Tuổi Vàng. Chương trình được phát sóng trực tiếp từ 15 giờ đến 16 giờ thứ ba hàng tuần. Kính thưa quý vị, vấn đề thoái hóa đốt sống cổ tiến triển từ từ và nó kéo dài, vì vậy mọi người thường có chủ quan. Tuy nhiên, khi mà đốt sống cổ đã bị thoái hóa trầm trọng rồi thì các chồi xương cũng như là các khối đĩa đệm bị thoát vị sẽ gây ra nhiều hội chứng phức tạp. Tuy đây là cái vấn đề nó không gây nguy hiểm ngay lập tức đến tính mạng của mỗi người, nhưng cái tình trạng bại liệt vĩnh viễn thì rất có thể nó vẫn cứ xảy ra. Và vì vậy, chúng ta cần có những cái phương pháp phòng và điều trị thoái hóa đốt sống cổ từ sớm để giúp cho vùng cổ vận động được dẻo dai, thoải mái, cũng như ngăn ngừa hiệu quả các biến chứng nguy hiểm của bệnh này. Và chương trình Tuổi Vàng của chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay với chủ đề Hậu quả nguy hiểm của thoái hóa đốt sống cổ, chương trình đã mời đến phòng thu vị khách mời. Thủy Nguyên xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Ngạn, Nguyên trưởng khoa tim thận khớp nội tiết, Nguyên Phó Giám đốc Quân y viện 103. Và lời đầu tiên thì xin được gửi lời chào và lời cảm ơn tới Phó Giáo sư Trần Đình Ngạn đã nhận lời tham gia chương trình ạ. Vâng, xin kính chào các quý vị thính giả và xin chào MC. Vâng, và quý vị thân mến, chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn nhãn hàng Vững Cốt Vinh Da đã đồng hành cùng với chương trình này. Và trước tiên thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây do nhóm phóng viên chương trình thực hiện. Mắc căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ hơn 15 năm, cô Tâm 54 tuổi ở quận Thanh Xuân, Hà Nội đã điều trị nhiều bệnh viện với các đơn thuốc, thuốc Tây, thuốc Nam, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt rồi thủy châm. Thế mà bệnh tình của cô vẫn chưa hề thuyên giảm. Cô cho biết thêm. Bệnh xương khớp là khổ lắm, trái lắng dở rời, nhiều khi không đi được. Uống không đi được, đi chụp phim về châm cứu thì nó đỡ. Uống mấy trăm thang thuốc bắc xong rồi bây giờ thì chỉ có uống đi khám ở bệnh viện bảo hiểm thôi. Mà cứ uống thì uống thôi chứ còn chả thấy thuyên chuyển mấy đâu. Hiện nay, ngoài điều trị theo đơn thuốc của các bác sĩ, cô Tâm còn ý thức trong việc luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, giúp xương chắc khỏe hơn, hạn chế được những cơn đau do thoái hóa đốt sống cổ gây ra. Chung là hôm thì đi tập thể dục, có lần thì tập thể dục ở nhà, thì mua máy về rồi tập, rồi máy massage bấm huyệt, kết hợp luôn. Thì nói chung là nó cũng cảm thấy thì nó dễ chịu. Còn đi thì thể dục thì ví dụ cũng có lần đi, có hôm thì tập luôn ở tại nhà. Mình tập luôn cho nó khoảng rời mưa rời gió thì mình không đi. Nhưng mà cái bệnh của cô thì đi được ít lắm, tại vì đi là nó bị thoái hóa, nó chèn dây thần kinh, nên ra đi nó khổ lắm, không đi được mấy. Người cao tuổi là đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh thoái hóa đốt sống cổ. Do quá trình lão hóa các đĩa đốt, các thân đốt do tưới máu kém nên dễ xuất hiện bệnh. Ngoài ra bệnh còn xuất hiện ở người đã qua tuổi trung niên, từ 40 cho đến 50 tuổi. Các chuyên gia đầu ngành về xương khớp cho biết hiện nay căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa. Nhiều người trong độ tuổi từ 25 cho đến 28 tuổi đã có triệu chứng của căn bệnh này. Theo đó, số lượng bệnh nhân nhập viện do thoái hóa đốt sống cổ ngày càng tăng do thói quen làm việc sai tư thế trong thời gian dài. Vùng cổ và gáy không được cử động thường xuyên hoặc luôn cố định ở một tư thế. Ngoài ra, có thể do chế độ sinh hoạt chưa đảm bảo các chất khoáng và canxi. Việc phòng bệnh thoái hóa đốt sống cổ có vai trò quan trọng trong việc hạn chế những ảnh hưởng của căn bệnh đến sức khỏe. Vì thế, khi thấy có những triệu chứng bất thường, cần khám và điều trị kịp thời, giúp người bệnh có thể tránh được những tác hại không mong muốn. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Tuổi Vàng được phát sóng trực tiếp từ 15 giờ đến 16 giờ các ngày thứ ba hàng tuần trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Job FM. Và quý vị thân mến, không phải bỗng dưng mà người ta lại hay nói đau nhức xương khớp là căn bệnh của tuổi già. Qua cái phóng sự nêu trên đây thì chúng ta cũng đã thấy rồi, thoái hóa đốt sống cổ là căn bệnh ai trong số chúng ta cũng đều có thể mắc phải. Và để hiểu rõ hơn về căn bệnh này cũng như việc điều trị phòng thoái hóa đốt sống cổ thì chúng ta ngay sau đây sẽ cùng trò chuyện với Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Ngạn. Thưa ông ạ, vấn đề thoái hóa đốt sống cổ là gì và vị trí nào của cột sống chúng ta nó dễ bị thoái hóa nhất ạ? Thưa các quý vị thính giả, thoái hóa đốt sống cổ là một cái tình trạng bệnh lý ở cột sống cổ. Nó cũng là một cái bệnh rất là thường gặp. Ngày xưa thì nó thường là gặp ở những người cao tuổi, nhưng mà trong những thời gian gần đây thì người ta thấy có bệnh ngoài cái người cao tuổi ra thì các cái số người trẻ tuổi vẫn có thể bị bệnh này. Nó là một cái tình trạng biểu hiện bằng cái tổn thương ở xương, sụn và
các cái cơ và các dây chằng, địa đệm của khớp cốt sống cổ, và muộn hơn là tổn thương hệ thống mạch máu và hệ thống thần kinh ở đốt sống cổ. Thế đây là một cái tình trạng bệnh lý mãn tính ở đốt sống cổ. Thế còn cái vị trí nào của cột sống cổ dễ bị thoái hóa nhất thì chúng ta biết rằng cái cột sống cổ nó có 7 đốt sống. Thế cái đốt 1 thì nó gắn liền với đại trầm, nó gắn liền với lại bằng cái xương trầm của cổ. Thế rồi cái đốt 1 nó gắn với đốt 2 cũng là gắn liền với nhau và không có đĩa đệm ở giữa. Và từ cuối của cái đốt 2 với đốt 3, đốt 4, đốt 5, đốt 6, đốt 7 là chúng nối với nhau bằng một cái khớp và giữa đó là có đĩa đệm. Đấy, cái đĩa đệm là một cái hình như là một cái đĩa. Và trong đó thì nó có một cái nhân, và cái nhân ấy thì nó chứa các cái mucopolysaccharide, chủ yếu là các cái chất nhờn. Và ta có thể tưởng tượng những các cái chất nhờn ấy nó đóng một cái vai trò như là một cái chống sốc bằng dầu ở những các cái động cơ của chúng ta. Cái cấu trúc của con người nó khôn ngoan như thế, cho nên làm cho con người ta có thể nghiêng cổ bên này, nghiêng cổ bên kia, nhưng các cái đĩa đệm của nó vẫn có thể giữ được cái khoảng cách nhất định, nó chống va chạm vào nhau và nó chống gây thoái hóa. Thế nhưng cái nơi mà hay bị tổn thương nhiều nhất, mà hay bị thoái hóa nhiều nhất, đấy là đốt sống cổ 5, đốt sống cổ 6, đốt sống cổ 7. Dạ vâng ạ, thế thì ở cái giai đoạn đầu của thoái hóa đốt sống cổ, liệu rằng chúng ta có thể nhận biết được hay không ạ, thưa Phó Giáo sư Trần Đình Ngạn ạ? Chúng ta có thể nhận biết được bởi là cái dấu hiệu đầu tiên sớm nhất là đau. Đấy, cái này làm chúng ta dễ nhận biết nhất. Có những người rất tự nhiên trong đang ngồi làm việc hoặc là ngồi lái xe ô tô ở một cái tư thế cố định kéo dài trên 2 tiếng đồng hồ. Thế tự nhiên khi mình buông tay lái ra hoặc tự nhiên mình ngẩng cổ ra thì mình thấy cổ đau đến mức độ không thể quay lại được cái cổ của mình. Hoặc là có những người lại xảy ra trong ban đêm, đêm nằm ngủ sáng dậy cổ không quay được nữa, mà một cái đau rất là dữ dội, cái đau nhói mà làm cho người ta rất khó chịu. Thế cũng có thể cái đau nó xảy ra một cách từ từ, nó đau từ vùng cổ, vùng gáy và có thể lan lên trên đỉnh đầu. Có thể nói là cái sớm nhất của cái vùng, của cái triệu chứng của cái thoái hóa đốt sống cổ là cái đau. Dạ, cái đau này nó xuất hiện sớm nhưng mà rồi nó cũng có thể một thời gian người ta xoa bóp một tí hoặc ta làm một vài cái động tác thì lúc đầu ấy nó nhẹ rồi nó tự hết. Thế và sau đó rồi thì nó lại bị những các cách 1-2 ngày nó lại bị tái lại. Cho nên cái sớm nhất của cái thoái hóa đốt sống cổ đó là cái đau. Dạ vâng ạ, những cái biểu hiện đau của thoái hóa đốt sống cổ nó có dễ dàng phân biệt với những bệnh lý khác không? Bởi vì ví dụ như là ông vừa mới nói thì có thể là người bệnh sau một đêm ngủ dậy sẽ cảm thấy rất là đau nhức cái vùng cổ và vùng gáy của mình. Thế thì nó cũng giống như việc là chúng ta nằm sai tư thế đúng không ạ? Và cái việc này thì nó cũng rất là hay gặp thôi. Vâng, đúng thế. Thực ra cái đau ở sống cổ rất nhiều bệnh có thể gây đau sống cổ. Ví dụ như các cái bệnh về xương khớp của sống cổ, như chúng ta bị chấn thương, nói đơn giản nhất là bị chấn thương sống cổ. Thì cái đau đó là đau có cái tác động của chúng ta vào. Thế hay là đau do một cái bệnh lý viêm nhiễm ở sống cổ. Ví dụ như người ta có thể kèm theo đó là có sốt, có đau cổ. Và trên những các cái bệnh mà hiếm gặp thôi, nhưng mà ví dụ lao ở đốt cột sống hoặc là những các cái khối u, những cái bệnh lý ác tính ở cột sống có thể có. Dạ vâng. Nhưng mà cái đau ở đốt sống cổ nó đau xuất hiện ra một cái tự nhiên rồi nó có khi nó lại tự hết nếu khi chúng ta thấy là chúng ta vận động. Dạ cái vâng. Cơ cổ nó mềm ra nó tự hết. Đấy là lúc đầu thôi. Chứ còn sau cái tình trạng nó càng ngày nó càng nặng lên theo cái mức độ của bệnh. Là một là theo cái vị trí của đốt sống cổ nó bị tổn thương. Thế và sau cái đau đó thì nó lại kèm theo cái mức độ tổn thương của nó. Nếu như nó bắt đầu đè vào các rễ thần kinh thì nó không phải là chỉ có đau ở cổ đâu, mà nó còn đau ra vai, nó còn đau ra tay. Dạ vâng. Đấy, cái điều đó là cái mà các cái mức độ đau nó sẽ tùy theo cái vị trí tổn thương và cái mức độ trầm trọng. Dạ vâng, có thể là bệnh đang tiến triển nặng dần thêm khi mà chúng ta thấy rằng không chỉ đau ở vùng cổ, vùng gáy mà còn lan ra cả bả vai cũng như là cánh tay đúng không ạ? Vâng, và cái triệu chứng đau chắc chắn là nó sẽ càng ngày càng tăng nặng lên khiến cho người bệnh không thể chủ quan được. Nếu như trong khi mà mới bị thoái hóa đốt sống cổ thôi thì những cái cơn đau nó có thể bùng phát và chúng ta gặp một tức thời thôi, nhưng mà sau đấy thì nó cũng thoái lui dần. Thì khi mà bệnh nó diễn biến nặng lên là chúng ta phải nghĩ đến việc là đi thăm khám điều trị xem là mình bị làm sao rồi đúng không ạ? Đúng thế. Vâng, thưa bác sĩ, thoái hóa đốt sống cổ nó sẽ gây nên những hậu quả nguy hiểm gì cho người bệnh ạ? Có cái điều gì cần thiết là đáng lo ngại lắm hay không ạ? Trước hết là chúng ta biết rằng là khi không may chúng ta bị thoái hóa đốt sống cổ thì cái chất lượng cuộc sống là nó ảnh hưởng. Đấy, những cái đau nó cản trở đến công việc của chúng ta. Đấy, đau đớn khó chịu. Nhưng mà nếu chúng ta cứ để nó diễn biến mãi mãi mà không
có cái điều trị để khắc phục, thì cái điều đầu tiên đó là những các cái tê, những cái mất cảm giác. Tức là như vậy chúng ta sẽ làm những các động tác nó không chính xác nữa. Nhất là những người làm công tác kỹ thuật, khi cái bàn tay mà ta đã tê rồi thì những các động tác chính xác để có cái hiệu quả lao động tốt là không có. Thế dần dần cái tê này nó sẽ dẫn đến tình trạng teo các cơ. Đấy. Nhất là không may khi mà chúng ta đã teo cơ, mà đầu tiên đó là khi nó mới chỉ là do cái thoái hóa thôi, nó tổn thương dây chằng cơ và xương khớp ở đấy thôi. Thế nhưng mà nó nặng hơn, để nó xấu hơn đi nữa thì nó sẽ dẫn đến tình trạng những các cái thoát vị, các cái đĩa đệm, mà nhất là cái đĩa đệm nó thoát vị ở phía bên thì nó dẫn rất là đau. Nhưng nó thoát vị vào giữa, tức là vào ống tủy, thì nó lại chèn ép vào tủy, thì lại càng ngoài cái việc đau đớn ra thì lại có rất nhiều những biến chứng đi theo. Ví dụ nó sẽ teo cơ, nhất là đầu tiên là những các nhẹ nhất là teo ở các cái cơ ở chi trên. Nhưng mà nếu trường hợp nặng hơn mà không được giải quyết tốt hơn thì nó lại còn teo cơ nặng hơn ở phía dưới. Thế nhưng mà cái đầu ấy là như thế, nhưng mà ngoài ra thì trong các xương cổ nó còn rất nhiều những các tổn thương khác. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng cái hậu quả của nó là rất nguy hiểm. Cái chỗ nó làm đau đớn, tê bì, hạn chế vận động, hạn chế cử động, và không may đến teo cơ và hạn chế vận động ở chi trên, và cũng có thể vận động chi dưới. Vâng ạ, thoái hóa đốt sống cổ nó có thể gây ra những cái nguy hiểm như vậy cho sức khỏe của người bệnh đúng không ạ? Vâng. Thoái hóa đốt sống cổ rồi các gai xương nó có thể chèn ép lên các động mạch đốt sống, gây ra những cái triệu chứng như là đau đầu, chóng mặt, và thậm chí là có thể chèn ép cả vào tủy, và biểu hiện là yếu rồi đau tứ chi rồi đi lại khó khăn, và người bệnh thậm chí là liệt, không vận động được nữa. Rất là nguy hiểm như vậy. Thế nhưng mà thoái hóa đốt sống cổ thì chúng ta có thể xác định được những cái nguyên nhân nào sẽ là cái thủ phạm gây ra cái bệnh lý này cho mà mỗi người ạ? Trước hết là các cái thủ phạm thì trước hết là ta đối với người lớn tuổi. Vâng. Thì đây chính là cái lão hóa của tổ chức. Vì bất kỳ mà đến cái giai đoạn nào đó thì các cái tổ chức của cơ, tổ chức của thần kinh, tổ chức của mạch máu, nó đều có một quá trình người ta gọi là lão hóa. Thế cái quá trình lão hóa tất nhiên là chúng ta do, nếu chúng ta biết chúng ta có khắc phục bằng việc tập luyện, bằng việc dùng những các cái cuộc sống của chúng ta nó lành mạnh, không hút thuốc lá, không uống rượu, tập thể dục đều, tôi nói ví dụ như thế. Dạ vâng. Thế rồi là chúng ta ăn uống đầy đủ các cái chất lượng và các cái vi chất, thì cái quá trình lão hóa nó càng ngày nó càng kéo dài ra được. Và như vậy chúng ta cũng có thể khắc phục được, kéo dài cái đó ra. Thế nhưng cũng có một số người do một cái hoàn cảnh nào đấy, lại còn ngoài cái việc cuộc sống hàng ngày còn bị những các cái bệnh lý khác, hoặc là một cái hoàn cảnh công việc khác, ví dụ ngồi ở một vị trí rung sóc nhiều này. Đấy, thế rồi là những người khuân vác này, vẹo cổ đi để đè nặng này, những các cái sức nặng ở trên đầu đội này. Vâng, đấy là những vâng. các cái gồng gánh này. Thì những các cái tác động của lao động ấy nó cũng là sẽ ngoài cái lão hóa ra thì còn do các cái tư thế lao động. Đấy, do cái sức chịu đựng làm căng quá mức, hoặc là căng quá mức các cái cơ và cái dây chằng của cuộc sống. Những các cái đó là những nguyên nhân rất hay thường gặp. Dạ vâng. Dẫn đến cái tình trạng mà thoái hóa đốt sống cổ. Dạ vâng, tuổi tác, những cái thứ mà vâng. chúng ta không thể cưỡng lại được vâng. thì đã đành rồi, nhưng mà còn rất là nhiều những nguyên nhân khác mà bản thân chúng ta nó thúc đẩy nhanh cái quá trình thoái hóa nó đến sớm hơn đúng không vâng. ạ? Gây ra những cái bất tiện trong cuộc sống. Còn lưu ý nào nữa không ạ? Tôi nói ví dụ như là bây giờ cái giới trẻ đã hay bị là vì sao? Dạ vâng. Là vì thứ nhất là ngồi suốt ngày, ngồi máy tính ở một cái tư thế ngửa cổ hoặc là cúi lâu dài. Vâng, đấy là một số nghề nghiệp khác, ví dụ như cái người làm nha sĩ chẳng hạn, thì suốt ngày cúi để mà chữa răng, mài răng cho người ta. Thợ cắt tóc nữa. Thợ cắt tóc, đúng rồi. Thế rồi đây tất cả những người ta cúi lâu dài quá. Dạ, vâng. Thế hoặc là ngửa cổ nhiều quá như lái xe, hoặc là những người làm công tác văn phòng phải ngửa ngồi quá, đọc máy tính nhiều, mà không biết rằng nhẽ ra là mình đến cái giờ nào là mình thay đổi tư thế của cổ mình. Và mình cứ để nó chịu đựng như thế thì cái nơi mà các dây chằng và cột sống cổ nó tổn thương nó không đồng đều. Dạ, vâng. Thì nó sẽ dẫn đến một cái chỗ sung yếu, và chỗ sung yếu rất dễ chỉ sai tư thế cái là nó có thể trượt cái đĩa đệm ra khỏi cái vị trí ấy, nó đẩy vào trong, nó chèn ép vào tủy, hoặc nó chèn ép vào các ngách bên, nó đè vào các dãy thần kinh. Cho nên gần đây người ta thấy rằng cái giới trẻ đấy, 28, 29 vâng. tuổi đã có thể xuất hiện dạ, vâng. cái thoái hóa đốt sống cổ được. Vâng. Thế thì cái việc điều trị thoái hóa đốt sống cổ ở những cái độ tuổi khác nhau thì nó có giống nhau hay không, hay là nó cũng có những cái điểm khác biệt, và người trẻ thì sẽ có cái nguy cơ là nó bình phục và nó cao hơn ạ? Vâng, nói chung ấy thì hiện nay cái thoái hóa đốt sống cổ mà khi không may chúng ta đã nghi ngờ là chúng ta có bị thoái hóa đốt sống cổ vâng.
thì cái việc đầu tiên là chúng ta cần thiết phải đi khám bệnh. Dạ vâng. Vì thứ nhất là những người bác sĩ là người ta đã có kinh nghiệm. Có khi anh chỉ cần nói đến đau cái cổ cái là người ta nghĩ ngay đến cái việc người ta phải làm tiếp theo cái việc gì cho anh rồi. Thế cho nên thứ nhất là phải nên đi khám bệnh. Và ngày nay chúng ta có rất nhiều các cái phương tiện rất giúp ích, hữu ích và chẩn đoán sớm được. Khi chúng ta chụp cột sống cổ này, thế rồi chúng ta dùng các cái biện pháp như là cộng hưởng từ MRI này, thế rồi chúng ta có ghi được điện não đồ này, điện cơ này, vân vân. Nó giúp ích chúng ta rất nhiều trong cái việc chẩn đoán cái tổn thương đốt sống cổ thoái hóa và thoái hóa đến mức độ nào, thoái hóa ở vị trí nào, và trên cái cơ sở ấy người ta sẽ đề xuất được những các biện pháp điều trị tốt nhất, hợp lý nhất cho một cái người bệnh. Dạ thế vậy. Nhưng nói chung lại thì nó có mấy cái phương pháp điều trị. Thứ nhất là điều trị nội khoa. Cái thứ hai là trong cái nội khoa đấy thì có phải điều trị bằng thuốc tây, có điều trị bằng thuốc đông y và có thể dùng bằng các biện pháp châm cứu nhé. Dạ vâng. Thế và một tỷ lệ nhỏ thôi. Ngày xưa thì người ta xu hướng chung, người ta thích là người ta cũng nghĩ nhiều đến cái điều trị bằng ngoại khoa. Nhưng ngày nay thì có thể, tôi cũng đọc những các cái thể lộ gần đây, thì tới 90% là người ta điều trị bằng nội khoa. Dạ vâng. Thế còn những trường hợp rất đặc biệt, có teo cơ, rồi là có liệt cơ tứ chi, vâng, chẳng hạn, mà có nguy cơ đến tính mạng của bệnh nhân, ta buộc lòng ta phải có, dạ cái vâng, chỉ định phẫu thuật. Dạ vâng. Thì lúc ấy chúng ta có những cái quy định để mà chỉ định phẫu thuật dựa trên lâm sàng, dựa trên x-quang, dựa trên điện cơ, điện não, vân vân, có tiêu chuẩn của nó để người ta điều trị bằng phẫu dạ thuật. Dạ vâng, nói chung là cực chẳng đã thì mới nghĩ đến cái phương pháp phẫu thuật thôi. Vâng. Vì nhiều người bệnh cũng nghĩ rằng là cái bệnh này nó bị lâu ngày quá, nó kéo dài thế này ảnh hưởng đến cuộc sống rồi sinh hoạt, nên là cũng muốn là trải qua một ca phẫu thuật thì nó sẽ phục hồi nhanh hơn chẳng hạn. Thế nhưng mà thường thì những cái bệnh lý mà được xếp vào nhóm mạn tính bây giờ thì đa phần chúng ta lại có cái xu hướng là điều trị đông tây y kết hợp, đúng không ạ? Nó cho cái hiệu quả cao nhất. Cũng xin được hỏi Phó Giáo sư Trần Đình Ngạn là chúng ta có thể tìm thấy những cái dưỡng chất nào mà nó tốt, nó giúp giảm thoái hóa sụn khớp chẳng hạn, làm giảm đau cũng như là vấn đề thoái hóa, hoặc là hạn chế cái biến chứng chèn ép dây thần kinh cũng như là mạch máu do thoái hóa đốt sống cổ ạ? Vâng. Thì hiện nay chúng ta biết rằng là các cái nói chung các cái cơ, dạ vâng, các cái dây chằng, các cái sụn thì cái chất chính của nó là các chondroitin. Dạ vâng. Đây là những các cái collagen. Dạ vâng. Rất là tiếp hai, rất cần thiết cho cái cấu trúc của nó. Thế khi mà chúng ta bị thoái hóa nó, tức là cái quá trình lão hóa nó nhiều, nó dẫn đến cái tình trạng thiếu hụt nó, thì cái việc thứ nhất là người ta dùng các cái chondroitin. Thế rồi sở dĩ nó dẫn đến cái tình trạng này là do cái hệ thống mạch máu cung cấp máu nuôi dưỡng nó kém, cho nên người ta luôn luôn nghĩ đến việc các biện pháp là làm sao cho lưu thông được các cái mạch máu ở đấy bằng các thuốc hoạt huyết, bằng các cái bằng cái nhiệt, hoặc là bằng cái xoa bóp, bằng cái vận động vận chuyển vân vân, để làm sao tăng cái lưu lượng mà máu đến cái vùng cổ để nó giúp cho các cái cơ, giúp cho các gân, các dây chằng và cái xương của nó được hồi phục nhanh. Thế rồi người ta biết rằng các cái tính dẫn truyền, các cái tính là các vitamin. Vâng. Đối với đặc biệt là đối với thần kinh thì đặc biệt là vitamin nhóm B1, B6, B12. Thế tóm lại một câu là các cái thuốc mà nó giúp đỡ cái chất mà nó giúp đỡ cho cái sự hoạt động của cái cột sống cổ và thần kinh là rất cần thiết. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng các cái chất dinh dưỡng khác như các vitamin, dạ vâng, các canxi, rồi phốt pho, rồi nhé, dạ thì vâng, những các cái thứ đó đều cần cho cái sự tái tạo lại những các cái tổn thương ở xương khớp cả. Thế và như thế thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta cần phải nuôi dưỡng tốt, ăn uống đầy đủ các cái dưỡng chất, những các cái như là các protein, các glucid, các rau, trong đó cái rau xanh là rất quan trọng, nó đưa được cái lượng vitamin, đặc biệt là vitamin K, nó giúp cho cái chuyển hóa canxi rất là tốt. Dạ vâng ạ, như vậy là chúng ta đã biết được một số những cái dưỡng chất rất là tốt cho vấn đề là phòng cũng như là làm giảm bớt cái vấn đề thoái hóa sụn khớp, giảm đau do thoái hóa cũng như là chèn ép dây thần kinh và mạch máu, đúng không ạ? Vâng. Xin được nhắc lại, đó có thể là những cái dưỡng chất như là chondroitin, chính là một loại collagen type 2 ạ, và vâng, là thành phần cấu tạo nên sụn khớp.
Vâng ạ. Và ngoài ra thì những cái dưỡng chất khác như là ginkgo biloba giúp lưu thông mạch máu, hay là các vitamin nhóm B là những cái chất dẫn truyền rất là cần thiết trong quá trình là phục hồi, giảm đau thoái hóa sụn khớp. Và như Phó Giáo sư Trần Đình Ngạn thì cũng nói là chúng ta cũng không quên bổ sung thêm những cái chất như là canxi hay là vitamin D3 nữa để có được một cái kết quả tốt nhất, giúp điều trị thoái hóa cột sống hiệu quả. Nhưng mà thưa bác sĩ, là chúng ta có thể tìm thấy những cái dưỡng chất này ở đâu ạ? Trong những cái thực phẩm như thế nào, hoặc là trong những cái sản phẩm nào kết hợp thì là tốt nhất ạ? Nói chung ấy thì là trong đời sống hàng ngày của chúng ta hiện nay thì chúng ta rất may, chúng ta sống ở trong một cái đất nước mà cái nguồn canxi trong thực phẩm rất là nhiều, là cung cấp chúng ta, ví dụ như là trong tôm, cua này, ốc này, thế rồi trong xương hầm này thì là đều có rất nhiều các cái canxi cần thiết để chúng ta có thể đưa vào cơ thể chúng ta được. Thế nhưng mà chúng ta luôn nhớ rằng nếu chỉ có canxi không thì không giải quyết được vấn đề đâu. Mà muốn có cái canxi được nhập vào trong cơ, hấp thu được trong cơ thể và được đưa đến chỗ xương cốt thì chúng ta lại cần có vitamin D. Và cái vitamin D ấy thì nó lại rất may mắn, chúng ta là nước có nhiều ánh sáng mặt trời. Cho nên canxi D2 là chúng ta có thể tự tổng hợp được nhé, bằng qua da của chúng ta, dạ vâng, dưới ánh nắng mặt trời. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta không qua cái đó được thì cái canxi này, cái vitamin này nó giúp ích chúng ta là hấp thu được qua cái ruột để vào trong mạch máu của chúng ta, vào trong các huyết thanh của chúng ta. Thế thì đấy là nhờ cái vị trí của canxi. Thế nhưng mà canxi thì như thế, nhưng mà lại cái người vận chuyển nó đến cái nơi mà nó cần thiết thì lại cần vitamin K. Mà vitamin K thì đặc biệt là các cái loại vitamin K, ví dụ như là nhóm 1 chẳng hạn, thì các cái nhóm khác ấy thì cái bán phân hủy nó rất nhanh. Nó chỉ hiện nay tôi cũng thấy trên thị trường có một số các thuốc nó có sinh tố ca, nhưng cái sinh tố ca ấy thì nó lại là cái thời gian bán phân hủy của nó chỉ 3 tiếng rưỡi thôi. Thế nếu như anh ăn vào trong các cái canxi nó trong cái hệ thống ruột của anh rồi, nhưng mà cái vitamin, cái thời gian anh đưa vào, cái thời gian bán phân hủy nó quá nhanh, cho nên cái tác dụng kéo dài của nó kém. Cho nên hiện nay người ta, thế giới người ta mới đưa đến một, tìm ra một cái tác dụng mà của vitamin K đã bỏ quên, đó là cái tác dụng vitamin K của cái phân nhóm 2, của cái phân nhóm MK7. Thì cái này nó tác dụng kéo dài, nó kéo dài tới trong 3 ngày, tức là trong 72 tiếng đồng hồ. Thì như vậy nó giúp ích rất nhiều cho cái việc hấp thu vận chuyển canxi, và đồng thời nó cũng lại còn có cái tác dụng tốt nữa là đôi khi nó còn thải trừ cái canxi thừa ra khỏi cơ thể chúng ta. Dạ vâng. Thế cho nên là cái này là cái mang cái tính chất ưu việt mà người ta đã tìm thấy. Thế còn cái như thế cái chondroitin lúc ấy tôi đã nói rồi, và nó giúp rất nhiều, làm cái nguyên liệu rất cần thiết để cho nó tái tạo trên các cái sụn của khớp, các cái xương và các cái bao rễ thần kinh đấy, và các cái mạch máu. Thế còn ginkgo biloba thì chúng ta biết rằng cái này là nó có rất nhiều ở đất nước chúng ta, nó nằm ở trong cái bạch quả đấy nhé. Thế cái này nó rất tốt. Đấy, thế cái này nó có tác dụng hoạt huyết, mà hiện nay thì tôi cũng thấy là nó nằm ở trong rất nhiều các thuốc hoạt huyết có cái ginkgo biloba. Thế rồi chúng ta có cái vitamin B1 và B6 thì nó tăng cái tính dẫn truyền của thần kinh rất là tốt, và phục hồi dinh dưỡng thần kinh rất tốt. Tóm lại một câu là tất cả những các cái chúng ta vừa kể ra đấy là những cái mà chúng ta có trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, dạ vâng, ở trong thực phẩm của chúng ta. Và thế còn đối với những người già, mà đối với những người mà hấp thu kém, thì hiện nay ở ngoài thị trường cũng có rất nhiều những các cái thuốc đấy, dạ vâng, hoặc là những các cái thực phẩm chức năng. Vâng ạ. Đấy, những các cái sản phẩm này nó cũng giúp ích rất nhiều. Và trong tôi đọc cho trong những các cái tài liệu thì người ta cũng có cung cấp, mà người ta đã tính được cái liều lượng cần thiết để mà phục vụ cho chúng ta. Nó rất là đơn giản, nó dễ dàng. Dạ vâng. Tức là chúng ta phải ăn đến hàng bao nhiêu mớ rau chẳng hạn thì mới đủ được cái lượng vitamin K cần thiết, nhưng mà chúng ta chỉ cần uống 2 viên thuốc là chúng ta đã đủ được cái lượng canxi rồi. Dạ vâng. Ví dụ là gì ạ thưa ông? Ví dụ như là hiện nay trên thị trường tôi được biết, ví dụ như là cái Vững Cốt Vinza MK7. Vâng. Đấy là cái rất tốt nhá. Dạ vâng, đúng rồi. Thế này, cái đó là cái đầy đủ đấy, đầy đủ những các cái thứ mà chúng ta cần thiết như là canxi, vitamin K đấy, MK7 đấy nhá. Thế rồi là canxi nhá, thế rồi là đồng, kẽm nhá. Dạ vâng. Rồi sắt, là tất cả những cái thứ cần thiết để mà
giúp cho ích cho cái hồi vấn phục của cái xương, dạ cái vâng. xương. Thực tế ra không phải chỉ có người cao tuổi là gặp phải vấn đề là hấp thu kém chất dinh dưỡng đâu, mà bây giờ kể cả người trẻ cũng vậy, nhiều người ăn uống nó cũng khó và chúng ta không ăn nhiều như ngày trước nữa, chúng ta thiên là về ăn những thứ nó có chất lượng đúng không ạ, chứ không ăn nhiều. Và vì vậy mà nếu như mà để tính toán ra mà bổ sung được đầy đủ những cái thành phần dưỡng chất này nó không đơn giản. Vâng, đúng thế, đúng thế. Người ta còn tính cả đến nhằm vào cái mục đích cho trẻ con nó phát triển cái bộ xương cao hơn cơ mà. Dạ đây vâng. là một cái vấn đề mục đích để mà cải tạo nòi giống. Nó còn có cái sản phẩm là Viptin đấy. Dạ vâng. Tôi nghe trên thị trường thì người ta cũng có thể dùng cái đó được. Đấy, ví dụ như thế là nó nằm trong cái vai trò mà chúng ta thể tìm thấy để mà đưa được cái xương của cái cột sống cổ nó phục hồi tốt và các cái xương nói chung. Đấy, các xương nói chung. Dạ vâng ạ. Như vậy là bên cạnh việc mà chúng ta lưu ý bổ sung dưỡng chất trong cái thực đơn thực phẩm ăn uống hàng ngày của mình thì cũng có thể sử dụng thêm những cái loại thuốc, loại thực phẩm chức năng để hỗ trợ thêm, ví dụ như là Vững Cốt Vinh Da mà Phó Giáo sư Trần Đình Ngạn ông vừa mới nhắc đến. Tuy nhiên phải khẳng định chắc chắn một điều rằng là không thể nào mà quên được cái vai trò của tư thế làm việc, của hoạt động, của sinh hoạt, của chế độ ngủ nghỉ. Nó khoa học thì nó sẽ giúp giải quyết được tận gốc cái bệnh lý thoái hóa đốt sống cổ, có đúng không ạ? Nhưng mà việc sử dụng thêm nữa những cái sản phẩm để bổ sung chất dinh dưỡng thì nên sử dụng với cái liều lượng như thế nào thì để cho được cái kết quả tốt nhất thưa ông ạ? Thì thứ nhất là chúng ta biết rằng là đối với lại cái cột sống cổ thì ví dụ như bổ sung canxi, các chất vi lượng để cho nó phục hồi thì chúng ta có thể Vững Cốt Vinh Da với cái liều là nếu uống với cái liều phòng đấy, dự phòng đấy thì chúng ta có thể uống 2 viên một ngày. Đấy, sáng một viên, trưa một viên, uống lúc đói với một cốc nước và có thể uống kéo dài. Dạ vâng. Cái này rất là tốt để dự phòng. Trong cái điều trị thì chúng ta có thể liều tăng lên, có thể dùng tới 4 viên một ngày cũng vẫn có thể được, đấy, theo cái chỉ định của bác sĩ. Thế một cái sản phẩm nữa mà chúng ta biết là gần đây tôi cũng đã có dịp nói đến là cái Vindman Plus, tức là cái này nó có đầy đủ những các cái chất vi lượng và đồng thời nó lại có các cái hoạt huyết đấy, mà nó rất cần cho cái người mà thoái hóa đốt sống cổ, bởi vì cái người thoái hóa đốt sống cổ là nó còn các cái tổn thương nó đè vào các cái rễ thần kinh, nó đè vào các cái mạch máu, nhất là đốt sống thân nền, nó máu bơm lên não nó thiếu và gây lên cái thiếu máu ở trên não đấy, cho nên nhức đầu này, rồi ngáp vặt này, đấy, uể oải trong ấy này, thì chính cái này, cái Ginkgo Biloba và cái Blueberry là hai cái thứ nó vừa chữa gốc tự do nhá, nó chống gốc tự do là cái Blueberry đấy nhá, và cái hoạt huyết là cái Ginkgo Biloba cộng với các cái loại vitamin thì nó giúp ích rất nhiều cho cái việc hết cái tê, đặc biệt là cái tê bì chân tay nhá. Ngoài cái việc chúng ta biết là phục hồi lại cái dây chằng, các cái cột cơ, các cái đĩa đệm ở cái vùng cột sống cổ ra, thì một vấn đề nữa là phải các triệu chứng của nó, đấy là cái thiếu máu não, là cái tê bì chân tay đấy, thì nhờ cái sản phẩm Vindman Plus nó giúp ích rất nhiều. Và cái này chúng ta có thể dùng ngày 2 viên được, dạ vâng. Sáng một viên, trưa một viên, uống sau ăn. Và cũng có những cái gợi ý nhất định dành cho quý vị thính giả quan tâm khi mà chúng ta đã gặp phải tình trạng là thoái hóa sụn khớp hay là gặp phải một số những cái biến chứng nhất định chẳng hạn, đặc biệt là người cao tuổi thì Vững Cốt Vinh Da hoặc là Vindman Plus cũng là một gợi ý. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cái vai trò của ý thức dự phòng bệnh từ rất là sớm cũng như là việc luyện tập thể dục thể thao, chế độ ăn uống sinh hoạt nữa thì nó có ý nghĩa như thế nào với tình trạng đau nhức xương khớp của người bệnh thưa Phó Giáo sư Trần Đình Ngạn ạ? Cái này nó rất có ý nghĩa. Đấy, tức là chúng ta, cái này là chúng ta tự dự phòng được. Vâng. Đừng bao giờ để bệnh nó nặng lên thì chúng ta phải đi chữa nhé. Thì ngay từ khi chúng ta làm việc, chúng ta đã phải có ý thức là cái tư thế ngồi như nào cho ta hợp lý, cái ghế ta để cái mức độ nào, cái bàn ta viết đặt ở mức độ nào là vừa tầm mắt vừa tầm tay của chúng ta. Và không bao giờ chúng ta ngồi ở một cái tư thế quá lâu. Hiện nay có một cái sai lầm là có một số người bây giờ dỗi việc, vâng, nghỉ hưu ở nhà thì cứ ngồi nghiêng cổ về, dựa vào một cái thành ghế cứng, cái thành ghế salon ở trong nhà mình, xem phim bằng tiếng đồng hồ say mê. Vâng. Và như thế lúc đầu thì có thể cũng là khoái đấy, nhưng về sau đó một thời gian nữa ở cái tư thế bắt buộc như thế, vô dạ vâng. hình dung chúng ta đã làm căng cái cơ của cái cổ và chúng ta ép cái mạch máu, máu bơm lên não nó thiếu, và cũng là một cái tác dụng rất là xấu, dẫn đến cái tình trạng thoái hóa đốt sống cổ và thiếu máu não. Thế rồi những các cái người ngồi làm việc văn phòng cũng thế, say mê quá, ngồi suốt từ sáng đến trưa mà không thay đổi tư thế của cổ cũng được. Thế và nhất các cái một số thanh niên hiện nay như chơi game chẳng hạn, ngồi say mê suốt cả một đêm như thế cũng làm cái động tác rất xấu và có thể dẫn đến cái tình trạng thoái hóa cổ sớm ở cái người ở người trẻ. Dạ vâng ạ. Vì vậy cho nên tôi khuyên là trước hết chúng ta phải có một tư thế làm việc
ngồi làm việc cho tốt và luôn luôn phải thay đổi tư thế. Sau 2 tiếng đồng hồ nên có một sự thay đổi lại cái tư thế, có một thời gian thư giãn và nghỉ ngơi để cho về trí não nó tốt và các cơ nó không có mỏi. Cái thứ ba là khi chúng ta đừng làm một cái việc gì mà nó sai tư thế. Đấy, ta vẹo, rất nhiều người ngồi viết vẹo cổ, nhất là các cháu bé bây giờ đang đi học, ngồi nghiêng mà cô giáo không chấn chỉnh. Nó chẳng những nó hại cho cái mắt của nó mà nó hại cho cả vẹo cuộc sống và cả cái cổ của nó. Cho nên rất cần thiết trong cái tư thế ngồi làm việc. Bất kỳ người nào ngồi vào cái vị trí nào làm việc cần chú ý cái tư thế của mình để bảo vệ được cái cột sống lưng và cột sống cổ của mình, nó không trái lại cái tư thế. Và đặc biệt đối với sống cổ lại còn một cái điều nữa rất quan trọng là không xảy ra cái tác động gì quá đột ngột với nó. Đấy, ví dụ quay một cái mạnh quá, hoặc là đội một cái nặng quá, hoặc là vác một cái nặng quá, tất cả cái đó đều có hại cho cái đốt sống cổ. Nếu chúng ta làm tốt cái việc ấy, tức là chúng ta đã dự phòng được cái việc tổn thương của các cơ dây chằng và chúng ta khắc phục được, dự phòng được cái thoái hóa đốt sống cổ. Bên cạnh như thể thao thì tôi đã nhắc lại vấn đề ăn uống đủ dưỡng, các cái dưỡng chất cần thiết, các cái vitamin cần thiết thì chúng ta sẽ có tác dụng tốt mà phòng. Dạ vâng, quả đúng là như vậy ạ. Thưa Phó giáo sư Trần Đình Ngạn, đó là những cái sai lầm rất là phổ biến trong cuộc sống hàng ngày chúng ta có thể gặp phải, và về lâu về dài nó sẽ dẫn tới tình trạng thoái hóa đốt sống cổ, khiến cho cái tỷ lệ người trẻ tuổi gặp phải cái bệnh lý này đang ngày một gia tăng. Và chúng ta cũng đã thấy rồi rất là nhiều những cái hậu quả nguy hiểm và làm sao để có thể phòng tránh được. Thì hy vọng rằng trong ít phút trao đổi vừa rồi giữa Thủy Nguyên và Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Ngạn, nguyên trưởng khoa tim thận khớp nội tiết, nguyên phó giám đốc Quân y viện 103, chúng tôi đã giúp quý vị làm sáng tỏ hơn nữa những kiến thức trong vấn đề này. Và ngày hôm nay, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Ngạn, nguyên trưởng khoa tim thận khớp nội tiết, nguyên phó giám đốc Quân y viện 103 sẽ lắng nghe và giải đáp những câu hỏi của quý vị xoay quanh thoái hóa đốt sống cổ hoặc những bệnh lý về xương khớp khác. Và Thủy Nguyên ngay sau đây xin được đón tiếp vị thính giả đầu tiên ạ. Alo. Alo. Dạ vâng, xin chào anh. Rồi chào Thủy Nguyên, cho anh gặp bác sĩ. Dạ vâng, bác sĩ đang lắng nghe rồi và mời anh đặt câu hỏi ạ. Rồi. Bác sĩ ơi, cho em hỏi cái em năm nay là em ở Hải Dương, em tên Hòa, em ở Hải Dương. Năm nay em 37 tuổi nhưng mà em bị thoái hóa đốt sống lưng. Đây là cách đây là được 2 năm rồi. Mà đã thoái hóa đốt sống cổ là năm nay mới là bắt đầu bị thoái hóa đốt sống cổ em đấy. Năm ngoái là em đã thấy nó cứ mỏi mỏi cổ và nó có hay đau cái cổ mà mỏi cái cổ. Thì năm nay đầu năm em đi em chụp phim đi thì cũng chụp viện 1-3 đấy. Thì em phát hiện ra là thoái hóa đốt sống cổ 2 đốt và đốt số 5 và đốt số 6. Thì vâng, nhưng mà giờ cái công việc của em là em lái xe ô tô con, thì em cứ ngồi từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối, từ sáng cả ngày, mà trong đó em bị thoái hóa đốt sống cổ này và thoái hóa đốt sống lưng nữa. Thì là em bị cả cái viêm xoang mũi viêm mũi và viêm xoang nữa. Thì vì hôm nay đây thì em hỏi bác sĩ bảo thế giờ em này làm cách nào để em đỡ đi được cái thoái hóa đốt sống cổ và đốt sống lưng. Và giờ mỗi lần em cứ mỏi tối, bây giờ dạo này em hay tập thể dục lắm mà nó mỏi nhiều hôm mà nó cứ nhiều hôm em lái ô tô nhiều lúc nó em cứ ngáp ấy. Nên là nó cứ như là kiểu nó cứ nhức mắt ấy. Vâng, thế được rồi. Vâng, xin chào Hòa. Nói chung thì cái tình trạng bệnh của em thì đã được chẩn đoán ở 1-3 rồi, mà đấy là một cái cơ sở khoa học tôi nghĩ có thể tin cậy được nhá. Tức là mà các cái triệu chứng của em nó biểu hiện rất đầy đủ rồi nhá. Cái đột xuất cổ là đầu tiên là cái việc là đau mỏi ở cổ nhá, vai. Thì đấy là những cái triệu chứng mà rất hay gặp. Thế rồi cột sống lưng của em mà người ta đã chẩn đoán rồi. Thế bây giờ dù là chữa cái cột sống cổ với cột sống lưng, về chữa về cột sống ấy thì là người ta đều chữa giống nhau ở chỗ là một ấy là dù cổ hay lưng thì người ta cũng phải dùng thuốc giảm đau nhá. Mà cái thuốc giảm đau thông thường nhất ấy mà chỗ nào cũng có là em có thể mua Alasang. Đấy 0.5 em có thể uống 2 viên một lần nếu khi nào đau nhá. Thế đây là cái giảm đau. Cái thứ hai là em nên uống các thuốc mềm cơ nha, các thuốc làm cho cái cơ cổ và cơ lưng nó mềm ra nhá. Mà cái thuốc mà tôi vẫn hay dùng cho bệnh nhân ấy thì tôi thấy dùng decongestant là 250 mg mà uống mỗi lần 2 viên, sáng 2 viên, chiều 2 viên. Bác sĩ đọc lại cho cái thuốc gì ạ? Decongestant. Decongestant. R A C.
THIL. Thế em cứ nói chung là chữ mềm cơ là được rồi nhá. Đấy. Thì nó làm cho cái cơ lưng của em và cơ cổ của em nó mềm ra nhá. Thế, thế đây là cái thuốc mà giảm đau. Thế thứ hai là thuốc tăng cường các cái chất dinh dưỡng nhá cho cái đốt sống cổ, đốt sống lưng nhá. Mà ngoài thị trường hiện nay nó có một cái biệt dược mà tôi cũng thích dùng. Đấy là cái nhá, Metic Glucotin. Metic glucotin. Cái này nó gồm hai cái chất, nó có chất công roisin là một cái chất nó tăng cái tiết cái chất nhờn ở trong cho các cái khớp. Dạ và một cái chất nữa là glucosamine, tức là các cái chất sụn vi cá mập đấy, là các cái chondroitin đấy. Là cái này nó sẽ giúp ích cho cái hàn gắn và đỡ cái tổn thương của cái xương. Thế đấy là về nguyên tắc chung nhé. Thế còn riêng đối với cột sống cổ đấy thì nó còn liên quan đến đau rễ thần kinh, nó đau vai, đau gáy. Thế rồi nó còn liên quan đến cái việc mà chèn ép vào cái đốt sống thân nền gây nên thiếu máu ở não. Thì lúc đó em cần phải tăng cường dùng thêm các thuốc hoạt huyết dưỡng não nhá. Ví dụ như em có thể dùng Tanacan, có thể dùng Gingo Giloba nhá. Đấy, ví dụ như thế, nếu em đau đầu thì em có thể dùng cái đó. Thế ngoài những các cái việc thuốc ra thì cái việc tập luyện là rất quan trọng nhá. Ví dụ đối với cột sống lưng thì phải kéo giãn cái cột sống lưng bằng mình có thể bơi cũng là một cái hình thức tốt nhá, hoặc là kéo giãn bằng cái là mình đu xà, đu thôi, treo người lên trên cái xà chứ không phải là không phải đánh xà nhá. Ừ, thì cũng là cái giúp ích cho mình cái kéo giãn. Thế còn là trong những các cái bệnh viện thì người ta có thể dùng các cái trên các cái giường người ta có thể kéo giãn cho mình, nhưng mà đấy là tôi đang nói công việc của em là vừa đi làm mà vừa chữa bệnh thì có thể dùng như thế. Thế và hiện nay người ta lại còn có một cái nữa mà tôi nghĩ có thể em có thể dùng được nếu trong hoàn cảnh của em là dùng cái đai thông minh. Đai thông minh là cái đai nó bằng từ, nó em đau ở đốt sống cổ 5 cổ 6 thì em nói với người ta bán cho em một cái đai ở cổ đấy nhá. Và người ta hướng dẫn cho cái cách lắp như thế nào để đúng vào cái vị trí 5 6 đó thì nó cứ dần dần nó sẽ kéo cái giãn đốt sống cổ ra. Và nhất là khi em ngồi trên xe ô tô, em đi không may bị đường sóc ấy thì nó không nguy hiểm nhá. Nó không nguy hiểm. Thế thì đấy là những cái biện pháp chính mà rất hiệu quả đấy nha. Em cứ thực hiện đúng những các cái điều đó là tôi nghĩ rằng là hiện nay là 90% những người bị thoái hóa các cột sống cổ với cột sống lưng người ta điều trị theo cái phương pháp ấy. Tóm lại là phải giảm đau, làm thuốc mềm cơ, làm các thuốc tăng cái dinh dưỡng cho cái cột sống cổ, cột sống lưng. Nếu mà thiếu máu não thì có tăng thêm cái tuần hoàn não, và đặc biệt là có thể dùng cái đai thông minh. Bác sĩ cho em hỏi là cái những cái mềm cơ này thì cái đai cổ này thì mua ở đâu? Cái này nó có cái đai cổ thì em cứ gõ vào máy là nó sẽ ở khắp nơi nó bán ấy. Em có thể đến cổng viện 103, em có thể đến cổng viện 354, em có thể đến cổng viện 108, và đặc biệt là em có thể đến một cái trước cửa cái bệnh viện Việt Pháp đấy, đấy cái phố Phương đấy Mai, là cái phố bán Phương rất Mai là đấy, nhiều là cái phố mà nó bán rất nhiều các cái dụng cụ y tế, thì em có thể đến em hỏi em phải nói muốn mua là em phải hỏi catalog của nó ra làm sao, thế rồi cách sử dụng làm sao, bảo hành làm sao nếu người ta bán cho các em nhé. Bác sĩ cho em hỏi thêm một câu nữa. Cái thuốc mà bác sĩ vừa đọc cho em đó, hai thuốc em ghi vào trong vào đấy rồi thì em đi em mua thì uống được bao lâu thì lại về ngừng? Theo bác thì đây là một cái bệnh mãn tính em ạ, nha. Nhưng mà nên tất cả các bệnh mãn tính ở các nước thì người ta cứ một tháng người ta uống 28 ngày. Thế nếu mà thấy tốt thì người ta thôi. Thế nhưng mà nếu thấy chưa tốt người ta uống tiếp 28 ngày nữa, nhé. Dạ vâng, xin cảm ơn vị thính giả của chúng ta, Phó giáo sư Trần Đình Ngạn tư vấn rất là cụ thể và chi tiết cho anh đấy ạ. Và ngay sau đây thì chương trình sẽ nhanh chóng nối máy với thính giả tiếp theo đã gọi điện tới đường dây nóng 1900 6255. Alo, chương trình Tuổi Vàng xin nghe ạ. Vâng, xin chào thính giả. Chào cô Thủy Yên. Cho tôi gặp giáo sư Trần Đình Ngạn nhé. Vâng ạ, đây tôi có đây rồi ạ. Chị cứ nói đi ạ. Dạ, vâng ạ, chào bác ạ. Vâng. Vâng, bác ơi. Tên là gì đây tên em? Tên là Thúy ạ. Thúy, vâng. Năm nay 56 tuổi ở huyện Hoài Đức, Hà Nội ạ. Vâng. Vâng, cho cháu hỏi là vừa rồi mà hiện tại là bây giờ cháu đang bị thoái hóa đốt sống cổ, đốt 5 và đốt 6. Vâng. Thì cháu trước cách đây độ khoảng gần một tháng là cháu điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức, ở cái khoa phục hồi chức năng đấy. Vâng. Thì cháu thấy là nó tiến triển nó chậm quá. Nó chỉ mới đầu là tối chiều hôm trước là cháu vẫn đi đánh bóng chuyền bình thường. Thế sáng hôm sau thì là cháu mới thấy là nó cũng không quay được cổ, nó đau và quay thì phải quay cả người. Đúng thế. Cháu đi khám và chụp phim thì bác sĩ bảo là bị thoái hóa đốt 5 và đốt 6 thì là cho cháu vào viện điều trị. Thế sau đó điều trị nửa tháng thì
cháu thấy không đỡ. Vâng. Mà nhiều khi nó đau, nó tức, xong bây giờ nó xuống hết cả một cái bàn tay trái bác ạ. Nó tức, nó khó chịu lắm. Vâng. Nhiều lúc cháu cảm tưởng như là nó như là một cái bọc nước nó căng ấy. Bây giờ vâng. chỉ muốn là mình sẽ chọc cái kim vào cho nó chảy nước ra để cho nó khỏi thôi. Vâng. Thế, vâng, thấy khó chịu lắm. Nên bây giờ cháu muốn hỏi bác là cái cách điều trị nó như nào? Thế là cái bệnh này có thể là chữa thế nào để cho nó khỏi hẳn được không ạ? Vâng. Nói chung thì hiện nay thì các cái điều trị ngoài cái lúc đó mà em đã nghe cái tôi vừa mới nói với mấy cái bạn vừa mới hỏi đấy nhá, về nguyên tắc chung thì chúng ta vẫn có thể dùng các thuốc giảm đau. Thế nếu em dùng cái thuốc giảm đau mà người ta cho em cái thuốc giảm đau này nó không đỡ thì có thể nói với bác sĩ thay cho em một cái thuốc giảm đau khác nhá. Ví dụ ngoài thị trường giờ nó rất nhiều các cái loại thuốc mà nó giúp ích rất nhiều cho cái chữa cái giảm đau nhá. Bây giờ ví dụ như là nó vừa, nếu của em ví dụ như ngoài cái việc nó đau lâu quá rồi thì có thể nó lại kèm theo cả cái viêm và cái đau đấy, thì bây giờ nó người ta gọi là các cái thuốc chống viêm giảm đau non steroid, mà bây giờ các cái thuốc bây giờ nó rất là tốt, nó không bị nó không bị ảnh hưởng đến dạ dày đấy. Ví dụ như em có thể dùng những các loại bây giờ mới nhất bây giờ là cái celecoxib đấy. Celecoxib là một cái thuốc mà nó làm giảm viêm và làm giảm đau rất là tốt. Thế hoặc là nếu mà em gan em không men gan tốt thì em có dùng efferengen codin 0,5 em pha vào một cái cốc nước cho tan hết rồi uống sau ăn. Dạ vâng. Thì cũng là rất là tốt đấy nhá. Thế thì đấy là ví dụ phải dùng cái thuốc giảm đau khai thác khác đi một tí. Thế riêng của em là nó nề cái tay lên đấy, lại có cảm giác như nó mọng nước ra đấy. Thế thì phải xem lại xem cái người cho đơn thuốc trước cái giảm đau ấy có ảnh hưởng gì đến nó giữ nước hay không. Thế nhưng mà hoặc là do nó chèn ép thì em nên dùng các cái thuốc nó chống cái đau rễ thần kinh đấy nhá. Thì ngoài các cái thuốc chống viêm giảm đau ra thì nên dùng các loại vitamin B nhá. Ví dụ như là em có dùng Vinderman đấy. Cái Vinderman là một cái mà tôi thấy rằng là một cái sản phẩm rất là tốt, tức là nó có ginkgo biloba để mà nó hoạt huyết nhá. Thế rồi nó có blueberry là một cái thuốc chống gốc tự do, nó rất tốt cho đối với não, đối với thần kinh. Thế rồi là có tiền vitamin B1, tiền B6 và B12 thì nó rất tốt cho cái đau rễ thần kinh, cái bại tay của em này, cái đau tay của em. Thế ngoài ra nhé, thì tôi nghĩ rằng phải chú ý đến cái của em rất có khả năng là em bị nó suy với các cái van tĩnh mạch đấy. Đó, do cái nói thì em có thể nên nằm, thứ nhất là giơ tay cao đấy, một cái động tác là luôn luôn giơ tay cao lên. Đấy là một cái việc. Cái thứ hai tức là em có thể uống một cái thuốc mà người ta vẫn dùng chữa cái suy van tĩnh mạch cho phụ nữ mà khi có mang mà cái chân nó nặng lên ấy, thì em có thể dùng đáp lông 500 đấy em uống. Và tôi cũng thấy rằng một số người trường hợp tức tay tức chân mà người ta cũng không có điều kiện thì người ta đi người ta làm siêu âm mạch mà uống tạm thôi, thì em cứ mua lấy độ khoảng 30 viên một cái vỉ của nó, sáng một viên chiều một viên em uống, mà em thấy nó tốt như thế là ta đã giải quyết tốt được cái vấn đề đấy nha. Còn nếu muốn cẩn thận hơn nữa thì nên đi làm siêu âm cái mạch để xem có chít hẹp các cái hệ thống mạch máu ở tay không nhá. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Cái vấn đề giảm đau thì chỉ là tạm thời thôi, như là chuyên gia của chúng tôi cũng đã nhấn mạnh, về lâu về dài thì chúng ta vẫn phải đi thăm khám để có được cái sự điều trị nó triệt để và hiệu quả nhất ạ. Cảm ơn vị thính giả đã nối máy với chương trình. Ngay sau đây xin được mời quý vị thính giả tiếp theo đăng ký được với đường dây nóng 1900 6255 sẽ cùng trò chuyện với chương trình Tuổi Vàng. Alo ạ. Alo, xin chào thính giả tiếp theo ạ. Alo. Dạ vâng, mời thính giả giới thiệu về mình ạ. Cô bị cái cơ quẹo cuộc sống á. Mà bây giờ đi chữa bên trung tâm chỉnh hình đó, đi hoài mà cứ cho uống thuốc rồi cũng chẳng thấy bớt gì hết. Mà bây giờ hai cái chân nó càng ngày càng teo đó. Muốn hỏi bác sĩ coi giờ uống cái gì. Vâng. Cái trường hợp của chị mà chân đã teo đấy, mà đi lại mà nó lưng chừng nó khó đấy nhá. Thì trong cái trường hợp này thì trước hết là tôi khuyên chị là vẫn cứ cố gắng điều trị nội khoa, nhưng mà nên tham khảo ý kiến bác sĩ ngoại khoa. Đấy, trong cái trường hợp của chị là có khả năng phải điều trị ngoại khoa đấy, do cái tình trạng của cột sống lưng hoặc là của cột sống thắt lưng hoặc cột sống cổ mà nó chèn ép vào cái vùng tủy đấy, thì nó dẫn đến tình trạng là
thường thường nếu mà chị tay chân mà vẫn không có vấn đề gì mà chỉ có cái chân nó cơ nó teo thì đây là vấn đề dễ, có cái hội chứng dễ thần kinh đấy, tức là nó đã chèn nẹp ở dễ thần kinh rồi. Thì tôi khuyên là trước mắt là vẫn cứ nên bác sĩ người ta điều trị bằng các thuốc giảm đau, bằng các thuốc mềm cơ và đặc biệt là các thuốc tác động trên hệ thần kinh. Đấy, ví dụ như các thuốc B6, B1, B12. Thế rồi người ta có thể dùng các cái thuốc ví dụ thì, như các cái thực phẩm chức năng Vinamed Plus được. Xài bên trung tâm chính là nó cho thuốc uống đó. Vâng. Thế còn nếu mà tình trạng mà nó không phục hồi được thì nên đi khám bác sĩ ngoại khoa. Và trong những trường hợp này là người ta có thể can thiệp bằng phẫu thuật được để người ta giải phóng cái chỗ nó chèn ép đi nhá. Bác sĩ kêu thì phải đi mổ nhưng mà sợ quá không dám mổ. Thôi sợ quá thì cứ cố gắng thôi chứ là làm thế nào được, chứ không có để lâu quá nó teo cơ rồi nó bại liệt hẳn thì rất là rắc rối. Thế đi sớm như thế thì là tôi nghĩ rằng bây giờ người ta cũng có nhiều cái phương pháp tốt, cho nên là cũng có thể nên tham khảo ý kiến bác sĩ ngoại khoa trong trường hợp của chị là có thể có chỉ định điều trị ngoại khoa. Dạ vâng ạ, cảm ơn vị thính giả đã nối máy với chương trình ạ. Có lẽ đấy cũng chính là những lời khuyên hữu ích nhất dành cho thính giả trong cái thời điểm này, khi mà bản thân bác thì cũng đã thăm khám và tham vấn cả ý kiến tư vấn của bác sĩ rồi. Chương trình Tuổi Vàng sẽ tiếp tục nối máy với vị thính giả tiếp theo thông qua đường dây nóng 1900 6255. Alo ạ. Alo. Dạ vâng, mời thính giả. Chào chương trình và chào bác sĩ ạ. Vâng, xin chào chị. Em tên là Yến ở Cầu Giấy, năm nay 52 tuổi. Vâng. Em muốn hỏi về cái thoái hóa đốt sống cổ. Em bị vì nó rất là lâu rồi và hôm vừa rồi em có đi điều trị gọi là phục hồi chức năng 3 đợt nhưng mà nó không đỡ, kéo giãn đốt sống cổ và chạy điện đấy. Và hôm vừa rồi là ngày 8 tháng 6 thì em có chụp cộng hưởng từ với đốt sống cổ thì kết luận là hình ảnh đĩa phình đĩa đệm C3/4, C4/5, gây chèn ép nhẹ tủy cổ ngang mức, thoái hóa đĩa đệm, đốt sống cổ, cột sống cổ. Vâng. Nhưng mà em lại bị, tức là cả một tháng vừa rồi em bị tê tay, mà tay nó tê cứng suốt ngày suốt đêm, tức là lúc nhất là lúc nào đi xe đạp hoặc là đi xe máy hoặc ngồi, tức là mình vận động bình thường thì nó không đỡ, nhưng còn nếu như mình ngồi mà cái tay mà kê lên cái đầu ghế một tí là nó cũng tê, không ngủ được cả đêm, hầu như là không ngủ được. Nhưng mà em có uống thuốc rồi các cái phương pháp điều trị, và em có đi tiêm một đợt nhưng mà nó cũng không đỡ, thì bây giờ em muốn hỏi ý kiến bác sĩ là nên điều trị như thế nào. Vâng, trước hết là đấy của chị, và cái mà làm cho chị cũng đã điều trị, cái chẩn đoán là rõ rồi đấy ạ nhá, tức là người ta đã chụp đến MRI và người ta đã nói được cái vị trí tổn thương và cái mức độ của cái phình cái đĩa đệm nó đè vào cái cột sống cổ rồi nhá, tức là có cái thoát vị và có cái thoái hóa sống cổ. Thế bây giờ đấy thì đã chữa rồi, thế nhưng mà tôi nghĩ rằng có thể cái thuốc này nó không hợp thì nên chuyển sang thuốc khác đi nhá. Ví dụ như là nếu mà chúng ta dùng các cái thuốc giảm đau thông thường mà không đỡ thì có thể dùng các cái thuốc nó mạnh hơn một tí nhé. Đấy thì nên nói với, tôi nghĩ là đến bác sĩ thì chắc là bây giờ nói chung tôi chỉ nhắc là cái phương hướng chung, bây giờ nói qua điện thoại thì cũng khó vì ngoài thị trường nó nhiều thuốc lắm. Thế mà mình uống cái thuốc này nó không hợp thì mình phải thay sang cái thuốc khác, và có thể dùng cái liều này không thích hợp thì mình có thể dùng cái liều cao hơn, tức là phải nguyên tắc chung là phải có cái thuốc giảm đau. Thế và đặc biệt ấy là ngoài cái việc thuốc giảm đau ra thì phải có những thuốc bổ sung cho dinh dưỡng cho cái dây chằng, cái mạch máu ở đấy nó được phục hồi nhá. Ví dụ như là ta có thể dùng glucosamine hoặc là dùng các cái metoclopramide. Thế rồi có thể dùng các cái thuốc Vindman Plus, trong đó tôi đã nói rồi, nó có rất nhiều những các cái vitamin, thế rồi nó có cái thuốc hoạt huyết, và chúng ta có thể dùng đến những các cái biện pháp vật lý khác, ví dụ như nóng, hoặc là dùng các cái biện pháp mà làm mềm cơ, đấy, bằng bó nến, hoặc là bằng các cái nhiệt. Tất cả những biện pháp ấy, tôi nghĩ rằng là hiện nay cái xu hướng chung ấy, là người ta vẫn điều trị bằng nội khoa là chính. Thế còn những trường hợp của chị thì tôi nghĩ chưa đến nỗi phải điều trị bằng ngoại khoa đâu, là vì không chỉ có tê bì chân tay với đấy thì cũng là nó không có tê cái tay nó rất là khó chịu, nó tê tay rất là khó chịu, thì đây tôi khuyên chị là nên uống các thuốc có hoạt huyết và có vitamin nhá, và có thuốc chống gốc tự do đấy, blueberry này nhá, Ginkgo Biloba này. Bây giờ em
em uống cái Zinderman Brut với cả cái Metic ạ. Vâng, Metic glucotin nhá. Thế rồi dùng thêm cả các thuốc xoa bóp. Vâng. Nhá, các thuốc giảm đau, chống viêm xoa bóp đấy, mình có thể xoa bóp nhẹ trên tay được. Vâng, nhưng mà em muốn hỏi bác sĩ một câu là ví dụ có chống chỉ định tập thể dục như thế nào không? À không, cái tập thể dục ấy thì nó tùy cái mức độ, tức là không nên cưỡng bức nó quá, nhưng mà tất nhiên không thể nằm ì. À, trong cái giai đoạn đau quá thì không nên vận động nhiều. Nhưng mà sau này nó khi mà nó bắt đầu nó giảm đau rồi thì nên vận động, bởi vì cái chức năng của cái khớp của chúng ta là vận động mà. Nha, đốt sống cổ mà ta có để cứng rắn ra, bạn nó gọi phải quay cả người lại, không quay cổ lại được thì rất là nguy hiểm, cho nên là cũng phải tập vận động. Thế em nhưng mà tập vận động cổ đúng thì nó không có cảm giác đau ấy, nhưng mà cái tay nó tê, nó rất là khó chịu. Vâng, cái tê nó khó chịu thì chị cứ uống thuốc như thế đi, và tôi khuyên là nên một điều nữa mà cũng phải cần phải quan tâm đấy là xem mình có bị mỡ máu cao hoặc đường máu cao không nhá. Bởi vì cái tê tay tê chân ấy không những nó chỉ có đốt sống cổ, nó dẫn đến nó chèn rễ thần kinh đâu, mà có khi cái tổn thương biến chứng sớm nhất của đái tháo đường cũng là cái tê đấy, cho nên là cũng nên đi khám thêm cả đường máu mỡ máu đi. Hả? Thử máu cách đây 3 tháng thì là có 4 phẩy mấy đó. À thế thì được rồi, không có đái tháo đường là được đấy, nhưng cũng phải đề phòng cái đó. Chứ không có mình chỉ chú ý đến cái đốt sống cổ nó thoái hóa mà quên với các bệnh kia có thể dẫn đến cái tê tay tê chân. Chị cứ chịu khó tập luyện đi, và có lẽ nếu mà một bác sĩ điều trị không tốt thì ta nên chuyển sang bác sĩ khác ta điều trị đi nhá. Rồi. Dạ vâng, xin cảm ơn vị thính giả đã tin tưởng nối máy với chương trình ạ. Chúng tôi tiếp tục gặp gỡ với thính giả tiếp theo. Alo ạ. Vâng, xin chào bác sĩ ạ. Mời thính giả giới thiệu và đặt câu hỏi ạ. Vâng, tôi tên là Thu, 50 tuổi, Hà Nội ạ. Vâng. Tôi bị là thoái hóa, tức là tôi đi kiểm tra cách đây 3 năm là bị thoái hóa đốt cột sống lưng, đốt số 4 với số 5. Cách đây 1 năm là bị thoái hóa đốt sống cổ số 5 với số 6. Thế mà hiện giờ là tôi, dạo này tầm tuần nay là tôi cứ bị đau ở sống lưng này, mà nó đau mà nếu ngồi xổm thì nó rất là, ngồi xổm chỉ một lúc là nó rất là buốt, rất là khó chịu ạ. Thế thì tôi muốn bác sĩ tư vấn xem là tôi dùng thuốc gì ạ. Vâng. Chị ơi, thực ra cái đau lưng, đau cái thoái hóa của sống lưng mà ngồi xổm được là phải tập luyện nhiều lắm đấy, phải chữa lâu thì mới khỏi được. Thế còn cái đốt sống cổ nó thoái hóa thì bây giờ chị có thể dùng các thuốc giảm đau nhá. Có thể dùng thuốc đau, ví dụ như là dùng cái thông thường nhất là chị dùng efferengen codeine đi nhá, 0.5. Chị mua lấy một cái viên, là gói là 4 viên nhá, thì chị cứ pha vào nước mà cho nó tan hết, nó sủi nó tan hết đi, xong uống sau ăn, khi nào đau chị uống thử đi nhá. Bác ơi, bác đọc lại cho em cái vâng. Thuốc đấy. Efferengen, E, hai chữ F đằng sau, R-A-L, G-A-N, chấm một cái C-O-D, IN nhá. Efferengen 0.5. Cái gói của nó là thường có 4 viên thì chị cứ mua được khoảng 2 gói đi nhá. Sau ăn thì chị pha một viên vào một cốc nước chị uống. Thế thế này cái thuốc giảm đau. Thế thứ hai là chị có thể uống glucosamine, glucosamine. Đây là những cái thuốc mà các cái có những các cái sụn vi cá mập và các cái gân cơ rồi các collagen này người ta ấy. Thế còn ngoài thị trường mà tôi hay dùng là tôi dùng cái Metic glucotin. Cái Metic glucotin thì nó gồm có cả cái chondroitin, nó có cả cái các cái thuốc tăng các cái chất nhờn, và đồng thời nó có cả cái glucosamine. Thế ngoài cái việc đó ra thì chị có thể uống B1, B6, B12 nhá, hoặc là uống một cái 3B đấy, gộp vào trong cái thuốc như thế cũng rất tốt nhá. Thế rồi phải tập xoa bóp đấy. Ví dụ như chị có thể dùng cái Voltaren đấy, có loại 30mg một tuýp đấy, chị về chị bóp ra tay như đánh răng ấy, thuốc đánh răng ấy, chị xoa trên da rồi xoa bóp nó thì cũng có thể là giải quyết tốt cái đau và chịu khó tập vận động theo cái hướng dẫn của bác sĩ nhé. Vâng ạ. Thế bác sĩ ơi, em muốn hỏi bác sĩ là em thấy người ta nói là có cái loại nghĩa là dưỡng chất sinh học Felix đấy, thì như nghĩa là nó uống để cho nó tăng cái chất nhờn đấy, thì cái loại uống có tốt được, không ạ? Được, được. Tôi thì tôi cũng vì cái thuốc hơi đắt rất chứ nó cũng nhiều, nhưng mà nó cũng nằm trong cái nguyên tắc chung là các collagen thôi nhá. Vâng ạ. Thế nhưng mà em đi em hỏi mua cái đấy thì nó lại không có, mà nó chỉ có cái loại gọi là thực phẩm chức năng tích ấy, mà nó có cái hàm có cái chất đấy thôi ạ.
Vâng, thì đúng thế ạ. Trong ngoài thì trường. À đấy ạ. Vâng. À nó là một đấy ạ. Vâng. Vâng ạ. Có lẽ là đầy đủ những băn khoăn thắc mắc của thính giả khi mà mong muốn được nối máy với chương trình Tuổi Vàng trong buổi chiều ngày hôm nay rồi. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn và tạm biệt với vị thính giả. Cũng xin được trân trọng cảm ơn nhãn hàng Vững Cốt Vinh Gia đã đồng hành cùng với chương trình này. Để được tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ tới số điện thoại 1900 6 1259 hoặc truy cập website khoedep@bacsitivan.vn. Vững Cốt Vinh Gia bổ sung và vận chuyển canxi vào tận xương với bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7.